Xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại mình đang ở văn phòng của mình, ở phòng làm việc thường ngày của mình. Thì sáng này mình có mua một ổ bánh mì heo quay của Tuấn Mập. Thì giờ mình sẽ ăn xem coi như thế nào. Này, Tuấn Mập ở Long An, ở ngay chỗ ngã tư Nhân Chánh Bến Lức. Thì bạn nào có đi ngang hoặc có dịp nào đi thăm Bến Lức thì có thể ghé thăm ghé mình qua thử nha. Này, có cái túi. Để trong này cho chắc. Đây, bánh mì này cho một miếng khăn giấy cộng với cái tăm xỉa răng. Bây giờ mình khui ổ bánh mì coi có bên trong có cái gì nha các bạn. Em không quay nhưng mà đây có miếng ớt quá bự. Đây chủ yếu là thịt, như thịt heo quay, lạc ớt, ớt là hơi bự nè. Có này trà bông, ngò rí, giờ miếng rau răm, cuối cùng là nước chan. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cho các bạn. Nó mì giòn, chưa cắn tới thịt. Cơ bản mình thấy bánh mì này giòn, bánh mì mới ra lò. Mình thích bánh mì hôm qua, thì heo quay có vị béo, có mỡ giòn của da. Ngốt quá trời, quá bơ quá lớn, ăn không ngủ. Ở Việt Nam thì bánh mì buổi sáng cũng được thêm là một trong những cái món ăn sáng, gọi là thức ăn nhanh. Mình biết bánh mì Trước Mặt ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?
Nếu khác gì không thì các bạn để lại comment bên dưới để cho mình biết nha. Món này cứ mập ở nước mà. Hồi bữa sáng đi làm, bữa sáng không có thời gian nấu cơm thì chúng ta có thể ăn bánh mì. Mì bán rất là phổ biến cho đường đi, là các bạn có thể dễ dàng mua được bánh mì. Nếu không ăn bánh mì thì các bạn có thể ăn hủ tiếu, phở, bánh canh, bún bò, xôi. Thích ăn xôi thì mua xôi ăn. Giòn. Ăn xong này chắc phải bật máy hút lên. Mình nghĩ một bánh mì này sẽ gây hôi phòng này, phòng kính, phòng mấy nó lạnh. Ở phòng làm việc này có hai chị nữa, công năng gì không ảnh hưởng đến gì hết. Trong bánh mì này cũng ok. Bạn nào không thích ăn hoa thì hãy mua mì chả ốp la cá mồi. Mì chả hà nội chả lụa, chả gân, mì chả cá, mì của chỗ đó anh em. Cuối là mới khó khăn à.
béo có hoa quả. Nặng ngọt của nước chanh. Giờ mình sẽ chào các bạn hẹn các bạn quay lại kênh mình vào ngày mai. Mình xin chào tất cả mọi người.